đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Tiền Amnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, sau khi tòa án cấp sơ thẩm tuyên án bà Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 gửi đơn kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngày 4 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB giai đoạn 1. Trong vụ án này, các bị cáo đã bị kết án về nhiều tội danh, bao gồm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo quyết định, phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11 dưới sự điều hành của chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù tội đưa hối lộ và tử hình tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Cho rằng bức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng nề và nghiêm khắc, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án. Tiếp đó, đến ngày 22 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo bổ sung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh tham ô tài sản và mức án tử hình áp dụng đối với bà. Theo bà Trương Mỹ Lan, bà chỉ có nhận thức chủ quan và hành vi khách quan duy nhất xuyên suốt từ năm 2012 đến năm 2022. Nhưng do chính sách pháp luật thay đổi nên bà bị xét xử thành hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chứ không phải do bà có nhiều hành vi khác nhau. Trong đơn, bà Trương Mỹ Lan trình bày về quá trình hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, từ năm 1975, mẹ bà là tiểu thương ở chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên kinh doanh tạp phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng. Đến tháng 6 năm 1992, tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đời. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn trình bày bản thân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như xây tòa bệnh viện An Bình quận 5, rồi khi dịch Covid-19, vợ chồng bà đã tài trợ thực phẩm và 25 triệu liều vaccine cho người dân xây dựng bệnh viện dã chiến. Trong đơn, bà Trương Mỹ Lan viết, dù trong hoàn cảnh nào, suốt quá trình điều tra cho tới phiên tòa sơ thẩm, bà luôn tự nguyện mang hết tài sản của mình và phối hợp tích cực cùng SCB để khắc phục hậu quả, xử lý các dự án dở dang để thu hồi đúng giá trị cho SCB. Bà Trương Mỹ Lan viết, trong hành trình cuộc đời đầy bão giông, thật sự tôi không cam lòng. Hàng đêm, tôi luôn day dứt và tự hỏi, vì sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh thế này? Vì vậy, bà Trương Mỹ Lan mong hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng xem xét thấu đáo và xét xử phù hợp với gia đình bà và một số cá nhân khác để nhận được sự khách quan, công bằng, nhân đạo của pháp luật cũng như sự vị tha khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Cùng với bà Trương Mỹ Lan, chồng bà là ông Chu Lập Cơ và cháu gái Trương Huệ Vân cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 45 bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo. Tuy nhiên, gần tới phiên phúc thẩm, một số bị cáo đã rút kháng cáo. Ngoài bản án này, bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều người khác còn bị kết tội ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 17 tháng 10, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên phạt án chung thân về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã kết thúc với mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Bà Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò xuyên suốt trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan bị xác định là chủ mưu cho mọi sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB.
dù mang trên mình bản án tử hình ở giai đoạn 1 và bản án chung thân ở giai đoạn 2, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan tỏ ra khá bình tĩnh. Bị cho rằng nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, bị cáo Trương Mỹ Lan nắm giữ 81,83% cổ phần của ngân hàng SCB. Nhưng ở cả hai phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đều phủ nhận và khẳng định bản thân không tham gia vào hoạt động của ngân hàng này. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, năm 2012 được ngân hàng nhà nước mời vào tái cơ cấu SCB, nhưng bà không tham gia quản lý hay điều hành mà chỉ giữ vai trò cố vấn và cho mượn tài sản. Cũng theo bị cáo Trương Mỹ Lan, mọi hoạt động do chính cán bộ nhân viên của SCB điều hành và ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm. Liên quan tới việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định mình cho SCB mượn pháp nhân công ty này, lý do cho mượn là thời điểm đó SCB hết sức khó khăn. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, nếu không cho mượn, ngân hàng sẽ sụp đổ, kéo theo đó là tài sản, tiền bạc của bản thân tôi và Xui Gia, dòng tộc, bạn bè sẽ mất hết. Khi các em hỏi mượn công ty để phát hành trái phiếu, tôi hỏi phát hành cái này là như thế nào, thì Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB nói, chị yên tâm, tất cả tụi em đều công khai hết. Vì vậy tôi mới tin tưởng cho mượn. Bị cáo rất ân hận vì đã cho mượn công ty, khiến mấy chục người phải vào tù như thế này. Về tội danh rửa tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng khẳng định không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân. Về các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bị cáo khai do bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích, thời điểm đó lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo mở thẻ tín dụng nên bị cáo mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng, đến hạn bị cáo đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này, hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán. Trả lời hội đồng xét xử về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan khai đó là tiền nước ngoài cho vay từ trước. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn, 3 đến 6 tháng. Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống. Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi. Nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền. Nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách. Cũng theo bị cáo Trương Mỹ Lan, để tiền được chuyển về Việt Nam, phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. Bà Trương Mỹ Lan nói, bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình trình tự thủ tục bị cáo không biết. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định sẽ ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Bị cáo Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói, cả cuộc đời bị cáo không bao giờ quên được việc vì cái tên Trương Mỹ Lan mà hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. Bây giờ bị cáo chỉ là người dân thấp cổ bé họng, xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét cứu giúp. Trình bày thêm, bị cáo Trương Mỹ Lan nói, tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. Bà Trương Mỹ Lan nhấn mạnh, bị cáo mang mạng sống của mình ra đảm bảo. Bị cáo Trương Mỹ Lan còn nói, cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ, nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện, có lẽ do định mệnh. Liên quan đến sự cố cháy xảy ra tại căn hộ Block A3, chung cư The Eratown Đức Khải, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hỏa hoạn xảy ra tại hộp gen của Block A3 tạo ra khói lớn bốc lên cao, tỏa vào một số căn hộ tại chung cư. May mắn hỏa hoạn không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19 giờ ngày 2 tháng 11, người dân sống ở lô A3 chung cư Eratown Đức Khải, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói đen tỏa ra tại một căn hộ ở tầng 31. Ít phút sau, khói lửa bao trùm căn hộ kèm cột khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét. Ban quản lý tòa nhà lập tức kết nối chuông báo cháy báo động với cư dân.
lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp với công an phường Phú Mỹ tiếp cận hiện trường, hướng dẫn di chuyển hàng trăm cư dân từ các căn hộ theo lối thoát hiểm xuống sảnh chung cư. Trong vụ cháy, nhiều cư dân đã leo lên sân thượng, cửa sổ hô hoán cầu cứu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 điều động phương tiện chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiếp cận sự cố cháy. Xe thang, xe cứu thương cũng được điều động với số lượng lớn, phòng trường hợp sự cố cháy lan rộng, có nhiều người mắc kẹt, thương vong. Phía phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cũng điều động tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn vừa thành lập và một số đơn vị đến hiện trường. Tổ cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt, sử dụng các thiết bị hiện đại như máy hút khói, dò tìm nạn nhân. Chỉ sau thời gian ngắn, hơn 60 người được cảnh sát tinh nhuệ giải cứu và hướng dẫn thoát khỏi sự cố an toàn. Đến khuya ngày 2 tháng 11, cư dân sống tại block A3 đã trở lại căn hộ của mình sau khi công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hoàn tất. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, khoảng 21 giờ tối ngày 2 tháng 11, xe tải chở hải sản do người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái, chở vợ đi cùng, lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi phương tiện chạy qua địa phận xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, va chạm mạnh vào đuôi xe container đang dừng đậu trên đường do tài xế đi vệ sinh. Lực va chạm mạnh khiến đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, hai vợ chồng tài xế kẹt cứng trong cabin, bị thương nặng, la hét cầu cứu. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân đã dùng dây cáp nối vào xe khác để kéo giãn cabin xe tải đã bị biến dạng giải cứu nạn nhân. Sau khoảng hơn 10 phút, hai vợ chồng tài xế xe tải đã được đưa ra ngoài trong tình trạng chấn thương nặng, trong đó lái xe tải bị thương nặng, một chân gần như gãy lìa. Người vợ cũng bị thương nhiều vị trí trên người, cả hai nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hiện trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với công an huyện Củ Chi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội làm hai người bị thương nặng. Được biết hai vợ chồng nạn nhân làm nghề bán cá ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh đang về phòng trọ ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi thì gặp tai nạn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.